Xin chào quý vị đang đến với chương trình Luật sư doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, điều kiện kinh doanh được cho là một loại rào cản lớn trong gia nhập thị trường, hạn chế cạnh tranh, hạn chế sáng tạo và tác động bất lợi đến doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chính vì vậy, Chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành rà soát và đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 50% số điều kiện kinh doanh, hoàn thành và trình Chính phủ ký ban hành trước ngày 31 tháng 10 năm 2018. Tuy nhiên, theo đánh giá sơ bộ về kết quả rà soát việc cắt giảm điều kiện kinh doanh của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, trong năm 2018, tính đến 31 tháng 10, đã có 36 nghị định về điều kiện kinh doanh được ban hành, qua đó sửa đổi bổ sung 88 nghị định, tương ứng với cắt giảm, bãi bỏ hoặc sửa đổi bổ sung 2.204 điều kiện kinh doanh. Còn theo thông tin từ họp báo Chính phủ, tính đến ngày 1 tháng 11, các bộ ngành đã cắt giảm được 3.004 trên tổng số 6.191 điều kiện kinh doanh hiện hành, đạt 97% mục tiêu mà Chính phủ đề ra. Để giúp quý vị có thể hiểu rõ hơn về những con số điều kiện kinh doanh được bãi bỏ, cắt giảm hay sửa đổi, và quan trọng hơn cả là những con số này có ý nghĩa thực sự như thế nào đối với cộng đồng doanh nghiệp, chương trình Luật sư doanh nghiệp tuần này tiếp tục phân tích sâu hơn về chủ đề cắt giảm điều kiện kinh doanh, mục tiêu chưa hoàn thành. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã có những đánh giá bước đầu về những gì đã thực hiện được trong việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh. Theo đó, nếu chiếu theo mục tiêu cắt giảm 50% số lượng điều kiện kinh doanh mà Chính phủ đề ra hồi đầu năm, thì cũng đã có rất nhiều điều cần phân tích. Kính mời quý vị đến với tổng hợp sau của chúng tôi. Thông tin từ họp báo Chính phủ cuối tháng 10 vừa qua cho thấy, theo kế hoạch, các bộ, cơ quan có ngành nghề kinh doanh có điều kiện phải xây dựng, sửa đổi, bổ sung để trình cấp có thẩm quyền ban hành 70 văn bản, trong đó gồm 19 luật, 51 nghị định để đơn giản cắt giảm 3.794 trên tổng số 6.191 điều kiện kinh doanh. Đến hạn ngày 31 tháng 10, các bộ đã trình ban hành được 22 văn bản gồm 1 luật và 21 nghị định, đã cắt giảm đơn giản hóa được 3.004 trên 6.191 điều kiện kinh doanh, đạt 97% so với chỉ tiêu được giao. Con số 3.004 điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm đơn giản hóa ở đây được hiểu là bao gồm cả những cắt giảm thực tế và cả những phương án mới chỉ là lý thuyết và trên giấy tờ. Bao gồm những điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm đơn giản hóa chính thức và đã được ban hành thành nghị định, và những điều kiện kinh doanh mới được đề xuất, trình phương án và chưa được ký ban hành chính thức thành văn bản. Số lượng theo sơ bộ của tôi thì cái thời điểm này là chưa hoàn thành ở điểm. Không phải tất cả các cái bộ ngành đều đã hoàn thành cái việc ban hành. Ở đây chúng ta hình dung đây là việc ban hành, có nghĩa là nghị định đã phải được ký. Và nếu như xét về mặt ý tưởng, về mặt mục tiêu, có nghĩa là ký và phải có hiệu lực. Nhưng nếu như chúng ta ngay cả khi chúng ta chấp nhận là việc được ban hành ký trước ngày 31 tháng 10 thì cái mốc này của chúng ta cũng chưa hoàn thành. Và như vậy thì chỉ có một số bộ ngành thì đã hoàn thành, có nghĩa rằng là nghị định đã được ký thông qua, và một số thì đang sắp sửa có hiệu lực và một số thì đã có hiệu lực. Thì như vậy ta nói về mặt công việc là ta chưa thể hoàn thành. Cái chỉ tiêu thứ hai về hoàn thành là cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh trong tổng số điều kiện kinh doanh mà đang hiện hành của các bộ, thì như vậy thì chúng ta rõ ràng nhìn thấy một cách rất là rõ là không thể hoàn thành, vì một phần lớn công việc của chúng ta chưa hoàn thành thì cái khối lượng công việc về gọi là số lượng điều kiện kinh doanh cắt giảm rõ ràng là chúng ta chưa thể đạt được. Tuy nhiên, với nghiên cứu, đánh giá và rà soát độc lập, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương chỉ ra rằng đến mốc 31 tháng 10 vừa qua, sau khi rà soát tổng số 88 nghị định sửa đổi, bổ sung và được thay thế, các bộ đến nay đã ban hành 36 nghị định mới, tương ứng với 2.204 điều kiện kinh doanh, trong tổng số 5.917 điều kiện kinh doanh hiện hành. Trong đó sửa đổi 542 điều kiện, chiếm 24,59%, bổ sung 98 điều kiện, chiếm 4,45%, bãi bỏ 771 điều kiện, chiếm 34,98%, thay thế 111 điều kiện, chiếm 5,04%, và điều kiện mới là 29 điều kiện, chiếm 1,32%. Thế thì con số này có nghĩa, có hàm ý gì cho chúng ta?
Nếu như không tính con số tuyệt đối thì nó có thể thay đổi, nhưng chúng ta hàm lý con số về phần trăm. Thì ví dụ như con số bãi bỏ so với cái số hiện trạng được rà soát và được xử lý thì nó chiếm 34%, con số được sửa đổi là 24%. Nếu như theo yêu cầu của chính phủ mà cái gọi là sửa đổi bãi bỏ là 50% thì con số 34% này là không đạt. Nếu cộng con số 34 và cộng 24 thì chúng ta có hơn 50%. Nhưng chúng ta phải hình dung là nếu như tính hiện trạng của những văn bản được sửa đổi bổ sung, còn những văn bản khác là chúng ta chưa tính. Bởi vì nếu mà tính trên tổng điều kiện kinh doanh tại thì thời điểm 2017 thì chúng ta có gần 5.000 điều kiện kinh doanh. Và gần 5.000 điều kiện kinh doanh thì con số này nếu phải chia đúng cho hiện trạng là toàn bộ thì hiện nay có một số bộ chưa có kết quả nên là chúng tôi chia cho hiện trạng. Có nghĩa là chúng ta nếu như vậy thì chúng ta có gần 3.000 điều kiện kinh doanh là chưa được sửa đổi bổ sung hay chưa có động thái gì thay đổi. Và nếu như chúng ta lấy kết quả này mà chia cho tổng số thì nó sẽ giảm đi xuống một nửa. Thì như vậy chúng ta hình dung là tổng số điều kiện kinh doanh bãi bỏ và bổ sung nếu như tính trong toàn bộ so với con số của năm 2017 thì nó đạt được khoảng từ 25-30%. Rõ ràng con số 2.204 khác hoàn toàn với con số 3.004 điều kiện kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa, được báo cáo. Bên cạnh đó, các chuyên gia còn khẳng định, rất nhiều điều kiện kinh doanh được lược bỏ nhưng không có tác dụng nhiều. Nhiều điều kiện kinh doanh được nhóm với nhau và lồng ghép vào quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia hoặc sửa đổi nhằm gây sự chú ý, chứ không nhằm vào mục đích nào cả. Và cũng vẫn còn tồn tại nhiều quy định chung chung, thiếu rõ ràng, khó tiên liệu và tạo rủi ro cho doanh nghiệp. Với những con số mà chúng tôi thống kê ở trên, hy vọng quý vị đã có được cái nhìn tổng quát về những con số được báo cáo. Tuy nhiên cũng cần khẳng định, con số điều kiện kinh doanh được cắt giảm là bao nhiêu không quan trọng bằng việc chất lượng điều kiện kinh doanh được cắt giảm như thế nào, có tác động nhiều hay ít, có đem lại nhiều lợi ích hay tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động hay không. Với các điều kiện kinh doanh được cắt giảm, bãi bỏ hay bổ sung thì đều có những tác động nhất định. Có thể chia thành các cấp độ như sau. Các điều kiện kinh doanh được bãi bỏ, cơ bản là có tác động. Tuy nhiên, một số không có tác động nhiều, một số có tác động hạn chế và một số có tác động lớn. Các điều kiện kinh doanh được sửa đổi, ít trường hợp có tác động lớn, còn lại là tác động trung bình. Các điều kiện kinh doanh được thay thế, có những tác động hạn chế hơn và cũng có những tác động tốt. Thì cũng có khá nhiều bộ ngành là chương trình cắt giảm chưa thực chất. Có rất nhiều chỉ ra bằng rất nhiều quy định rằng là mặc dù có chỉ đổi câu, đổi chữ và rất nhiều những cái điều kiện chủ yếu tập trung vào và đơn giản hóa và nó cũng không có nhiều ý nghĩa trên thực tế. Cái thứ nhất là chúng tôi rà soát, lọc ra tất cả những điều kiện kinh doanh bãi bỏ để chúng ta xem cái bãi bỏ này thực sự có tác động gì không. Thì tôi lấy ví dụ như thế này, nếu như cái điều kiện thứ nhất của chúng ta ở đây là trước đây quy định là điều kiện sản xuất xăng dầu, trước đây quy định là phải là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký cái ngành nghề kinh doanh xăng dầu, thì nay bãi bỏ đi một điều kiện đó, nhưng chúng ta thử hình dung ra nếu điều kiện này được bãi bỏ thì trên thực tế nó có tác động gì không? Nó không có tác động. Thì chúng tôi gọi cái điều kiện gọi là cái chúng tôi sẽ đánh giá ở mức độ tốt và mức độ không tốt. Thì chúng tôi ví dụ như trong trường hợp này thì chúng tôi đánh giá ở đây là tác động gần như không, gọi là rất hạn chế. Tương tự như vậy thì chúng ta có một cái bãi bỏ nó có rất nhiều tác động, hay là cái ví dụ như thế này, ở đây là một trong những điều kiện của họ bãi bỏ là yêu cầu cái người được hành nghề xây dựng là phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, nay bãi bỏ đi. Thì điều này trên thực tế đương nhiên người mà không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ họ cũng chả đi hành nghề cái này. Cái điều kiện, cái tác động trên thực tế nó không nhiều, nhưng cũng có những cái bãi bỏ thì nó có rất tác động rất nhiều. Ví dụ như trong cái lĩnh vực xăng dầu thì ở đây ví dụ như cái bãi bỏ về phù hợp với quy hoạch thương nhân mở cái cửa hàng xăng dầu hay xuất nhập khẩu, và trước đây chúng ta có một quy hoạch thì bỏ cái quy hoạch này nó có tác động rất lớn, thực sự là nó có tác động rất lớn cho hoạt động kinh doanh. Thế thì ở đây nó có hai thái cực như vậy, thì chúng tôi vẫn cho rằng là thế như vậy về cơ bản bãi bỏ cứ bỏ đi là nó có tác động, nhưng nó cũng có hai loại tác động, có những cái tác động nó vừa phải nhưng có những tác động rất là lớn. Rõ ràng các bộ ngành đã có những nỗ lực nhất định
trong việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên cũng cần khẳng định, cắt giảm điều kiện kinh doanh không chỉ là việc làm ngày 1, ngày 2 mà xong, mà đó phải là quá trình. Bởi khó khăn của chúng ta là mới chỉ cắt giảm được các điều kiện kinh doanh quy định ở cấp độ nghị định. Còn những điều kiện kinh doanh được quy định trong luật thì hầu như chưa được tính đến. Hiện nay là chúng ta mới chỉ hoàn thành ở cái gọi là về phần gọi là những điều kiện kinh doanh được quy định trong nghị định. Thế còn những cái điều kiện kinh doanh mà được quy định ở luật thì rõ ràng là chúng ta hiện nay chưa có một cái ta tạm gọi là một cái đợt rà soát để sửa đổi một cách toàn diện như làm nghị định, mà những cái việc sửa đổi ở trong các luật thì nó có thể gọi là đơn lẻ. Sẽ còn rất nhiều việc phải làm để điều kiện kinh doanh không chỉ là số lượng ít đi, mà chất lượng điều kiện kinh doanh phải thực sự tốt lên, không còn là những rào cản, không còn là những giấy phép con vừa thừa vừa vô lý cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Theo tôi biết thì cái thủ tục, các cái thủ tục hành chính thì họ, thì cơ quan chức năng cũng đang rất là gấp rút để mà cắt giảm các thủ tục đấy đi, để giảm bớt cái phiền hà cho các doanh nghiệp. Thì cái đấy là có thể là tùy từng cái tính chất của từng lĩnh vực, từng địa phương mà sẽ theo lộ trình. Cái tinh thần cải cách của cái luật doanh nghiệp ấy muốn là bỏ các cái điều kiện kinh doanh đi, và thứ hai là không có giấy phép con nữa, nhưng mà bây giờ cái thực trạng giấy phép con lại quay lại. Đấy, và chính phủ cũng đang rất là đau đầu trong cái việc là làm sao mà bãi bỏ được cái giấy phép con của các cái bộ ban ngành. Thì tôi nghĩ là nếu mà phải xây dựng chính phủ kiến tạo là phải triệt để giải quyết được cái vấn đề giấy phép con thì mới là đúng cái tinh thần của quy định của luật doanh nghiệp. Chúng tôi cho rằng là cũng đây là thời điểm cần thiết để đánh giá lại cái chất lượng cải cách của các bộ ngành, bằng cách là đưa ra những cái thống kê, đưa ra những cái phân tích về các chương trình cắt giảm mà các bộ ngành chủ trì. Qua đó mới thấy, có thể thấy được sự khác biệt giữa các bộ ngành. Chứ nếu mà chỉ nhìn vào những con số 60% hay 65% thì chúng ta sẽ bị sẽ không đảm bảo được cái chất lượng của các chương trình cải cách. Bởi vì suy cho cùng cái chương trình cải cách thì làm sao cho doanh nghiệp, cho là phải người dân, người nơi hưởng lợi, và môi trường kinh doanh Việt Nam phải thực sự tốt lên, chứ không phải chỉ là những con số trên báo cáo, trên giấy tờ. Cho nên chúng tôi cũng khuyến nghị rằng là việc cải cách là cần phải có những cái đánh giá thẩm định một cách độc lập. Là điều kiện kinh doanh thì do từng cái, mặc dù là điều kiện kinh doanh nằm trong các cái nghị định của chính phủ, nhưng mà thực chất là xây dựng điều kiện kinh doanh và thực thi các cái điều kiện kinh doanh đấy, là bởi vì điều kiện kinh doanh gắn với cái phần cấp phép là trách nhiệm riêng của từng bộ. Nên là tôi nghĩ rằng là nếu bộ ngành nào không đảm bảo được cái phần về yêu cầu về cắt giảm thì đấy là cái trách nhiệm trực tiếp sẽ thuộc về bộ trưởng phụ trách cái ngành đấy. Và tôi cho rằng trong các cái kỳ chất vấn tới của Quốc hội thì cần phải nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân của bộ trưởng trong việc để là tại sao là bộ ngành mình không hoàn thành được mục tiêu của chính phủ, mặc dù là chính phủ đã có các cái nhóm kiểm tra đôn đốc và làm việc rất là tích cực, nhưng bộ ngành vẫn không hoàn thành được chỉ tiêu. Thì đấy thực hết nó sẽ là một cái yếu tố để đánh giá về năng lực công tác của bộ trưởng và năng lực của ngành trong việc đấy. Thì vấn đề mấu chốt ấy, theo quan điểm của tôi với tư cách là một luật sư đấy, thì tôi cho rằng là vấn đề là có nhiều điều kiện hay ít điều kiện, dễ bàn và dễ giải quyết, và đó thực ra không phải là vấn đề, mà vấn đề chính là gì, dù có ít điều kiện chăng nữa nhưng mà các cái cơ quan nhà nước, các cái cán bộ thừa hành trong cơ quan nhà nước, cơ quan quản lý nhà nước khi giám sát, khi cấp các cái đăng ký kinh doanh, thế rồi thì khi thanh tra, khi kiểm soát ấy, gây nhũng nhiễu, gây phiền hà không cần thiết. Điều đó mới là điều quan trọng, và đấy mới là cái điều tạo nên cái sự bức xúc thật sự của các doanh nghiệp, chứ không phải bản thân các quy định. Tóm lại, ở đây là cái vấn đề là cái thái độ hành xử của phía các cái cơ quan quản lý nhà nước trong cái hoạt động hàng ngày của họ để cấp phép, để giám sát, để thanh tra. Và cái vấn đề đấy chưa giải quyết được thì nó còn cái câu chuyện là cực chẳng đã là cứ phải giải giáp tất cả các cái điều kiện kinh doanh đi, thì cái giải giáp cái điều kiện đó thì thực ra nó dẫn đến những hệ quả khác, nên đấy tôi cho rằng nó lại không phải là vấn đề. Bản thân tôi thì thấy rằng một trong những cách làm rất thông minh mà Mỹ đang thực hiện
đó là khi xây dựng một đạo luật nào đó, họ sẽ xây dựng các dự thảo luật, rồi đưa dự thảo luật đó ra công chúng. Nghĩa là ai cũng có thể đọc được và ai cũng có thể viết ra những bình luận, thậm chí là phàn nàn liệu những luật đó nếu được đưa vào thực thi sẽ gây ra những khó khăn gì cho người thi hành. Những việc này thực sự là rất có ý nghĩa với những nhà làm luật. Chúng tôi từng nói với chính phủ Việt Nam rằng điều quan trọng trong khi làm luật không phải là bạn nghĩ gì, mà là các doanh nghiệp, người dân nghĩ gì, các quy định đó ảnh hưởng đến việc kinh doanh thế nào. Như thường lệ, phần cuối của chương trình, mời quý vị đến với mục tư vấn pháp luật. Tham gia mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay có luật sư Lê Thị Thu Hằng, công ty luật Quốc Minh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Thưa luật sư, một khán giả có địa chỉ mail loan.trần@gmail.com viết thư về chương trình và hỏi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, ở đây gọi tắt là công ty A, là công ty hạch toán độc lập và chủ sở hữu là công ty B. Vậy thì công ty A có thẩm quyền quyết định việc vay vốn của chính mình hay không? Mong chuyên mục tư vấn giúp và xin chân thành cảm ơn. Một luật sư trả lời ạ. Theo quy định tại khoản 1 điều 76 luật doanh nghiệp năm 2014, chủ sở hữu công ty là tổ chức thì có các quyền sau đây. Quyết định các nội dung về điều lệ công ty, sửa đổi bổ sung điều lệ công ty. Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty. Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý trong công ty. Quyết định dự án đầu tư phát triển. Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ. Thông qua hợp đồng vay, cho vay và các hợp đồng khác do điều lệ công ty quy định có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất của doanh nghiệp, hoặc một tỷ lệ hoặc một giá trị khác nhỏ hơn được quy định trong điều lệ của công ty. Có quyền quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của doanh nghiệp. Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức cá nhân khác. Quyết định thành lập công ty con, góp vốn vào các công ty khác. Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty. Quyết định sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ tài chính khác của công ty. Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty. Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành việc giải thể hoặc phá sản. Và các quyền khác theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ của công ty. Như vậy, đối với trường hợp của bạn hỏi thì bạn nhận thấy rằng đối với các cái hợp đồng vay mà có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất của doanh nghiệp, hoặc một tỷ lệ giá trị tài sản nhỏ hơn được quy định trong điều lệ của công ty thì thẩm quyền quyết định việc vay vốn của công ty A sẽ do chủ sở hữu là công ty B quyết định. Công ty A sẽ được quyết định ký các cái hợp đồng vay vốn. Đối với những cái hợp đồng vay mà không thuộc thẩm quyền của công ty B theo quy định trong điều lệ doanh nghiệp. Cảm ơn luật sư ạ. Mục tư vấn pháp luật đã khép lại chương trình luật sư doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Và đừng quên, chương trình luật sư doanh nghiệp được phát sóng vào khung giờ mới 21:15 thứ ba hàng tuần. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và gặp lại.